Chào mọi người đã trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một căn nhà đường vô cùng rộng, ô tô 7 chỗ có thể vào nhà, diện tích là 40,5m trên sổ đỏ, hướng nhà là hướng Đông Nam, vị trí là thuộc Ngô Quyền đường, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì theo hiện trạng có thể dọn đồ về ở ngay lập tức, nhà hoàn thiện cực kỳ xịn sò và vị trí căn nhà thì quá đỉnh ở quận Hà Đông luôn mọi người ơi. Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể căn nhà. Với căn nhà này đã được hoàn thiện chỉnh chu 5 tầng và thiết kế của ngôi nhà như sau. Phần mặt tiền của ngôi nhà là thiết kế ở đây là phần cửa chính, cửa cuốn. Căn nhà này ô tô có thể vào nhà. Và mọi người kết bạn Zalo để em có thể gửi cái ảnh mà có ô tô ở trong nhà cho quý vị nhìn thực tế nhá. Mời mọi người theo em vào khám phá căn nhà này. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Với căn nhà này hoàn thiện xong hết rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Giá chào bán hiện tại của chủ đầu tư đưa ra tới tay khách hàng là 6 tỷ 300 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu sổ đỏ đầy đủ, hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt đầy đủ rồi. Ngoài anh đang đứng ở đây đó là phần để xe. Mọi người ở đây là gara ô tô hoặc cũng mọi người có thể để xe máy thoải mái nha. Thiết kế rất là chỉn chu. Đây là cái kệ để tủ giày của cái căn phòng đó. Với cái căn nhà này hướng nhà Đông Nam cũng rất là mát, ô tô phi thẳng vào nhà luôn. Ở đây ngoài cái phần gara ô tô thì thiết kế một phòng vệ sinh nhỏ nhắn này mọi người ạ. Với vị trí căn nhà này thì nó rất là gần với lại ngã tư Vạn Phúc. Nó gần với lại gần như là trung tâm quận Hà Đông, đi lại giao thông rất chi là thuận tiện. Đặc biệt ưu điểm lớn nhất của căn nhà đó là xây dựng độc lập duy nhất một căn, ô tô vào nhà. Với cái thiết kế đây là phần tủ bếp của căn nhà mọi người ạ. Đây. Với cái phần căn nhà này thì ưu điểm cũng có mà nhược điểm cũng có. Nhược điểm của căn nhà này thì cái mặt tiền của nó 3m, tuy nhiên thì nó lại bù lại cái chiều dài mọi người ạ. Cho nên là thiết kế cầu thang ở giữa chia phòng rất là hợp lý. Phần tủ bếp của ngôi nhà được hoàn thiện xong hết chỉnh chu rồi. Nói chung với căn nhà này thì quý vị chỉ việc xách vali về và ở ngay thôi. Phần hoàn thiện cái phần tủ bếp thiết kế ở đây là tủ gỗ An Cường chống cong vênh mối mọt. Phụ kiện bếp đi kèm lắp toàn bộ là chất liệu inox 304 rất là chắc chắn, chậu rửa, vòi rửa. Thiết kế đầy đủ, quan trọng nhất là vị trí thì đi lại giao thông rất chi là thuận tiện. Và mời người theo em lên khám phá các tầng trên của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế công năng có hài hòa hợp lý với một cái giá bán 6 tỷ 300 triệu đồng hay không. Trước lên trên phía tầng 2 thì sẽ giới thiệu với mọi người hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà, thiết kế toàn bộ là gỗ lim đầy như quý vị nhìn thực tế. Mặt bậc cổ bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng, và cái phần ngăn cách giữa cầu thang và cái phần phòng bếp thì có một vách lam CNC ở đây, thiết kế trang trí rất là hợp lý nha. Quý vị ơi, Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì cái căn nhà này thiết kế như sau. Đây là cái không gian phòng khách của ngôi nhà, được chủ đầu tư lắp toàn bộ nội thất cho mình. Ở đây là có một bộ bàn ghế phòng khách sofa. Và đấy, như quý vị nhìn thực tế luôn, điều hòa, rèm cửa, ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Đây, vách gỗ PVC. Phần trang trí ở đây là để kệ tivi mọi người ạ. TV treo ở đây, trời ơi, làm cho một cái TV hẳn 1-200 inch ở đây mọi người ạ. Quá là xịn sò luôn. Và ở đây là kệ, kệ gỗ mọi người ạ. Kệ gỗ này thì quý vị có thể ở đây là như ý đồ của chủ nhà là có thể rất là thiết kế ở đây là tủ rượu mọi người ạ. Kệ để đồ rượu rất chi là hợp lý. Phòng khách thiết kế rất là hài hòa. Đây, bộ bàn ghế đây, mọi người có thể nhìn thực tế. Hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Rồi là ở đây thì đèn LED chiếu sáng này, điều hòa này, rèm cửa này. Thiết kế của ngôi nhà rất chi là hợp lý với cái hướng nhà là hướng Đông Nam. Vị trí Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, nó là thuộc Ngô Quyền, Quang Trung. Và ở đây, cái phần phòng khách này mọi người ạ, là chủ nhà thiết kế là cửa kính. Đấy. Với cái tầng 2 của ngôi nhà, ngoài phần phòng khách thì còn một phòng ngủ. Mời người theo em vào phía phòng ngủ của ngôi nhà. Đây là phần phòng ngủ, thiết kế đầy đủ nội thất cho mình rồi đây mọi người ơi. Đây nha, nội thất của cái căn phòng ngủ này, không gian căn phòng ngủ này rất chi là hợp lý. Phía dưới chân Ngọc Ánh thì là lát gạch với cái tủ nội thất, cửa kéo đây, cửa lùa mọi người ạ. Đó,
thiết kế tối ưu công năng sử dụng. Với cái đây thì đúng là chỉ việc xách vali quần áo về và ở thôi. Điều hòa, giường, tủ, bộ bàn ghế phòng khách. Đó. Rất rất là đẹp. Đây. Phía bên trong căn phòng ngủ này là có một cái cửa sổ để lấy ánh sáng từ trên cái phía tầng 5, có một cái ô giếng trời nho nhỏ lấy ánh sáng xuống và cái không khí xuống cái trong căn phòng ngủ này mọi người ạ. Cho nên mọi người không lo cái trong căn phòng ngủ này nó bị bí đâu. Rất là hợp lý với chủ nhà thiết kế rất là tỉ mỉ. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim. Cửa gỗ lim loại 1 luôn nhé mọi người, cho mọi người yên tâm. Và ngăn cách giữa cái phần cầu thang giữa hai phòng là còn một phòng vệ sinh, cabin tắm. Đây, mọi người sẽ giới thiệu với mọi người. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, cabin tắm, bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá và bình nóng lạnh. Nói chung là thiết kế, mọi người thấy không? Rất là tỉ mỉ luôn, lắp đầy đủ nội thất cho mình rồi. Đấy, cửa nhà vệ sinh, thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế cũng giống hệt như tầng 2, tuy nhiên là thiết kế hai phòng ngủ mọi người ạ. Hai phòng ngủ thoáng trước sau, đây là phòng ngủ tiếp theo ở trên phía tầng 3 hướng ra mặt ngõ. Ban công mở hướng ra thực tế bên ngoài mọi người nha. Đấy. Rèm cửa. Điều hòa. Thiết kế rất là hợp lý. Giường này là kích thước 2m, 2m2 mọi người ạ. Đây là tủ để bàn phấn này. Nói chung là thiết kế, mọi người thấy không? Ngoài review rất là cụ thể và chi tiết từng cái vị trí, từng cái không gian phòng ngủ. Cái phòng ngủ này ấy, với cái diện tích của căn nhà này 40,5m² trên sổ đỏ, tuy nhiên ở trên phía tầng 2 theo như chủ đầu tư nói là 43m mọi người ạ. Có nghĩa là cái diện tích xây dựng thực tế là nhiều hơn so với diện tích sổ, nó rộng hơn. Đây. Trên đây cũng được thiết kế mà tủ quần áo, tủ gỗ cánh lùa. Tiết kiệm cái không gian sử dụng, đồng thời nhìn nó rất là sang với hai cái tông màu chủ đạo là màu trắng và màu nâu. Cửa thông phòng đây. Tiếp theo, mời người theo em vào cái căn phòng ngủ phía trong bên tầng 3. Đấy, nó cũng được thiết kế y như tầng 2 vậy. Rất là chắc chắn, hài hòa. Phòng nào cũng được thiết kế cầu kỳ, trần phào, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Với căn nhà xây dựng độc lập duy nhất một căn thì mọi người hoàn toàn yên tâm, không phải hỏi Ngọc Ánh là móng chung tường chung hay không đâu. Bởi vì thực tế luôn, nhà liền kề còn không xây chung thì nhà độc lập không có lý do gì mà xây dựng chung cả mọi người ạ. Và đây là cái phần phòng vệ sinh ở trên phía tầng 3. Nói chung đáp ứng cái công năng sử dụng cho quý vị đúng như là trên phía tầng 2 như thế nào thì tầng 3 thiết kế y như vậy. Bồn cầu lavabo cũng như là hệ thống sen cây tắm nóng lạnh. Từ vị trí căn nhà này mà đi lên tới trung tâm Hà Nội thì nó chỉ khoảng tầm 8km thôi mọi người nha. Đi lại giao thông rất là thuận tiện. Vị trí căn nhà này mà đi ra tới cầu Trắng Hà Đông rất là gần, gần với làng Lụa Vạn Phúc. Nói chung là vị trí đi ra tới ngã tư Lê Trọng Tấn, đi ra tới cái trục đường chính Lê Trọng Tấn thì nó rất là gần. Nó chỉ khoảng tầm 800m thôi. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nhé. Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Thì với cái tầng 4 của ngôi nhà thiết kế y như tầng 3 thì như vậy. Tầng 2 thiết kế 1 phòng ngủ, tầng 3 thiết kế 2 phòng ngủ, tầng 4 thiết kế 2 phòng ngủ. Căn nhà này lên tới phía tầng 4 của ngôi nhà là có 5 phòng ngủ riêng biệt rồi quý vị nha. 5 phòng ngủ riêng biệt, 4 phòng vệ sinh. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 4. Và phòng ngủ phía trong đây. Nói chung là có như thế nào thì Ngọc Ánh quay đúng theo hiện trạng nhà là như vậy. Căn phòng, cái căn nhà này 40,5m² hướng nhà đông nam. Thiết kế 5 phòng ngủ, phòng bếp riêng, phòng khách riêng, phòng thờ, sân phơi riêng biệt. Phần còn lại phòng thờ, sân phơi, xin mời mọi người theo em lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà nha. Và Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 5 của ngôi nhà thì bước trên phía tầng 5 một làn gió mát thổi vào. Trời ơi, rất là mát mọi người ạ. Với cái không khí hôm nay 37, 38 độ C rất là nóng. Ở cái phía tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế ở đây là có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 5 của ngôi nhà thiết kế ở đây là cái không gian để cái máy giặt mọi người nha. Và thiết kế tầng 5 là một cái phần sân phơi đằng sau và một cái ô thoáng đằng trước. Đây, đây là cái phần thoáng đằng trước ở phía tầng 5. Xung quanh dân cư nói chung là quá là đông đúc. Từ vị trí căn nhà đi lại thì nó gần như là trung tâm của Hà Đông rồi. Đi lại giao thông rất chi là thuận tiện.
Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá. 0983013403 hóa 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.